Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là ba màu sắc khác nhau trên dòng xe Honda Winner X thế hệ mới V3 của năm 2023. Đều là những màu sắc rất đẹp luôn các bạn nha. Trong đó có hai phiên bản màu sắc sơn độ 3D được lên từ phiên bản tiêu chuẩn không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS và một phiên bản sơn zin màu bạc nhám. Rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình thì thông qua video ngày hôm nay mình quay cận cảnh và chi tiết. Cả 3 mẫu xe trong thời điểm hiện tại đều được bán chung mức giá bán là 35 triệu đồng và để xem mẫu xe nào đáng để quan tâm hơn cả. Mình quay cận cảnh trực tiếp các mẫu xe này tại trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để gửi đến bạn cùng tham khảo các bạn nha. Phiên bản màu bạc nhám cao cấp trong hệ thống phanh chống bó cứng ABS ấy, nó sẽ có cái lốp trang xin vân ngược. Trong khi đó những phiên bản tiêu chuẩn không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS vẫn sử dụng lốp thuận thôi các bạn nha. Đây các bạn có thể nhìn cận cảnh và chi tiết. Điểm khác biệt giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Ngoài ra trên những phiên bản là tiêu chuẩn ở đây sẽ không được trang bị cổng sạc 2.1A cũng như không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Đổi lại nó sẽ có những cái màu sắc sơn độ 3D cực kỳ đẹp và cuốn hút. Đặc biệt là phiên bản màu xanh lá cây các bạn đang theo dõi trên màn hình được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm, để lại bình luận ở phần nhận xét rất nhiều các bạn nha. Khen cái phiên bản này với những cái logo họa tiết rất đẹp và cuốn hút. GTR được làm to bản này cùng với đó là một số những đường kẻ sọc tạo ra cảm giác thể thao mạnh mẽ hơn cho dòng xe Honda Winner. Ở chính giữa là một phiên bản màu Petronas với những ga sự kết hợp giữa màu xanh Cyan này, kết hợp với đó là những cái màu sắc đen và đỏ xen lẫn với nhau, tạo cảm giác cũng rất là mới mẻ. Màu sắc này cũng được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm. Một chút nữa thì mình sẽ gửi tới các bạn cái bảng giá cụ thể cũng như mức giá bán của các phiên bản còn lại trên dòng xe Honda Winner để các bạn có thể tham khảo thêm. Màu bạc nhám đây, thỏa theo yêu cầu của rất nhiều anh em, các bạn có thể theo dõi này. Nhìn rất lì lợm và đẹp các bạn nha. Phiên bản này là phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Hiện tại mẫu xe Honda Quick các bạn đang theo dõi trên màn hình với trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI, mức tiêu nhiên liệu là 1,99 lít trên 100 km. Đi cùng với đó là khối động cơ DOHC cam đôi 6 số, sản sinh ra công suất lên tới 15,4 mã lực, mô men xoắn 13,8 Nm, các bạn lưu ý cho mình luôn. Rất mạnh mẽ, đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí để các bạn có thể đi tour đi phượt một cách ok nhất và thoải mái nhất. Thêm một góc độ để các bạn có thể nhìn ngắm trên mẫu xe này. Với màn hình Full LCD hoàn toàn trên các phiên bản từ tiêu chuẩn đến cao cấp, loại bỏ đi nút bật đèn pha, chìa khóa thông minh cũng được trang bị trên tất cả các phiên bản và được trang bị thêm hệ thống sạc thiết bị thông minh 2.1A trên phiên bản cao cấp. Còn các phiên bản tiêu chuẩn các bạn có thể theo dõi này, không được trang bị hệ thống cổng sạc các bạn nha. Còn lại tương tự giống nhau trên tất cả các phiên bản. Màu sắc rất đẹp luôn. Về tổng thể thiết kế thì các phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình là tương tự giống nhau, chỉ khác biệt ở phần màu sắc và tem xe mà thôi. Toàn bộ dàn nhựa cũng được đưa vào trong thành phố Hồ Chí Minh để sơn lên, sau đó đưa ra lắp ráp trên những mẫu xe Honda Winner. Thời gian đâu đó vào khoảng tầm từ 25 đến 30 ngày. Đây là một mẫu xe được trang bị hệ thống đèn full LED 100% từ phần đèn pha, đèn hậu đến đèn xi nhan của xe. Đây các bạn có thể nhìn ngắm ở góc độ phía sau của xe đây. Một thiết kế rất là thể thao, phong cách, đi kèm với đó là mức giá bán cực kỳ ok và đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Hiện tại ở khu vực miền Bắc mình ấy, thì mình thấy rằng chỉ có khu vực ở Vĩnh Phúc và Lai Châu mình là có những phiên bản sơn độ 3D rất đẹp này. Các bạn nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp để tìm mua cho mình, đem đến những cảm giác mới mẻ hơn cho dòng xe Honda Winner. Ngoài mẫu xe Honda Winner này ra còn có một số những cái mẫu xe khác cũng được sơn độ 3D như Honda Grand Pha này, Honda Vision này, hay là mẫu xe Honda Vario phiên bản 160 các bạn nha. Sau đây thì để các bạn có thể theo dõi một cách cụ thể và chi tiết hơn, mình sẽ báo giá một cách chi tiết với các phiên bản sơn zin đến sơn độ để các bạn có thể theo dõi. Hiện tại trong thời điểm này, những phiên bản màu sắc sơn zin với phiên bản tiêu chuẩn không được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS như hai màu sắc sơn độ đây mà là sơn zin các bạn nha, bao gồm 3 màu sắc sơn zin đến từ Honda Việt Nam là màu đen bóng này, màu trắng đen, màu đỏ đen, giá bán hiện tại là 32 triệu đồng. Giá bán cũng đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. 32 triệu đồng các bạn nha, trong thời điểm giữa tháng 6 của năm 2023. Tiếp theo là phiên bản cao cấp như màu sắc bạc nhám các bạn đang theo dõi, ngoài ra còn có đỏ nhám và đen nhám. Giá bán hiện tại là 35 triệu đồng,
đăng ký các bạn bỏ thêm vào khoảng tầm 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 7 ở huyện này, còn ở thành phố là khoảng tầm từ 3 triệu 7 đến 3 triệu 8 các bạn nha. Thêm nữa là những phiên bản đường đua HRC cho những bạn nào quan tâm này, HRC với phiên bản cũ năm 2022 giá bán 36 triệu và HRC cho phiên bản mới năm 2023 giá bán là 37 triệu các bạn nha. Trong khi đó những màu sắc sơn độ 3D các bạn có thể theo dõi trên màn hình như phần đầu video mình đã báo gửi đến các bạn rồi. Sơn độ 3D mà lên từ những phiên bản tiêu chuẩn không được trong hệ thống phanh chống bó cứng ABS như hai màu sắc các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây sẽ có mức giá bán là 35 triệu đồng. Còn những phiên bản sơn độ 3D mà có trong hệ thống phanh chống bó cứng ABS giá bán hiện tại là 39 triệu các bạn nha, cao nhất luôn. Các bạn lưu ý cho mình như vậy. Giá bán cũng đã bao gồm thuế VAT rồi. Những màu sắc sơn độ 3D này thì các bạn bỏ thêm cho mình một chút này. Với những bạn nào hộ khẩu ở huyện ấy, các bạn bỏ thêm cho mình đâu đó vào khoảng tầm 2 triệu 2. Còn ở thành phố bỏ thêm vào khoảng tầm 4 triệu 2. Bởi đại lý sẽ làm thủ tục giấy tờ cà vẹt gốc cho các bạn, thay đổi màu sắc tem xe như màu sắc sơn độ luôn. Nên các bạn bỏ thêm một chút tiền nữa để các bạn có thể lưu thông trên đường đi một cách ok nhất và thoải mái nhất. Những màu sắc này quá đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại rồi. Với những bạn nào quan tâm tới những mẫu xe Honda Click ở đây, các bạn đến trực tiếp với trung tâm xe máy xe điện Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu để xem xe cho mình các bạn nha. Có đầy đủ các màu sắc hấp dẫn và đẹp khác nhau để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra các bạn có thể đến liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của anh Thứ là quản lý của số điện thoại 0969188283 sẽ được anh Thứ tư vấn cụ thể. Với mẫu xe này cũng được áp dụng những chương trình trả góp với lãi suất ưu đãi và hấp dẫn. Ngoài ra còn có những món quà tặng khuyến mại đến từ trung tâm xe máy xe điện Lai Châu. Trả góp với những mẫu xe này các bạn bỏ ra vào khoảng tầm từ 12 đến 15 triệu là các bạn có thể rước mẫu xe này về giỏ. Số tiền còn lại thì các bạn áp dụng theo những lãi suất đến từ những cái ngân hàng các bạn lựa chọn như là ZAC này, HD Saison này, rồi FE Credit các bạn nha. Rất là cụ thể và chi tiết thông qua video ngày hôm nay để mình có thể chia sẻ thêm về những thông tin trong thời điểm giữa tháng 6 của năm 2023 với dòng xe Honda Winix với những tùy chọn từ những màu sắc sơn zin đến những màu sắc sơn độ để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Đó là toàn bộ nội dung như vậy. Cảm ơn rất là của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.